now, Vic. Okay.
Hoa chặt thế. Đi chơi về à? Đâu? Đi ra đây chú xem nào. Mấy hoa nữa. À, ra đây, ra đây. Chơi hoa xinh thế. Chơi đâu về đấy? Chơi đâu về đấy? Hái hoa đâu về đấy? Hoa đẹp thế nhỉ? Hoa đẹp nhỉ? Đấy, biết à? Đây, đây. Còn đây kìa. Chơi đâu về đấy nhỉ? Hoa đâu? Chơi vui không? Hoa đẹp quá. Thơm nhỉ? Thơm nhỉ? Vào người bây giờ.
em quá nhỉ. Để mẹ dắt nhá. Thế mẹ ăn mít chú ơi. Anh ơi bà ăn mít đi. Chạy chú, chạy. Ừ, để mẹ lấy măng nhá. Ừ, sao nào. Nhìn hấp dẫn nhỉ, ngon. Mít ngọt hết nhỉ em nhỉ? Vâng. Thơm xin. Bin ăn ngon nhỉ, Bin nhỉ? Ngọt không?